Ok, hôm nay lại tiếp tục bượn máy vở để làm một cái video chia sẻ về công nghệ. Thực ra có rất là nhiều cái kiến thức để chia sẻ lắm, nhưng mà chia sẻ thì nó phải từ từ và nó phải có thời gian, cũng như là các bạn phải tìm hiểu trước thì mình nói vào thì các bạn mới ngấm được. Tại vì mình đang đi theo cái hướng gọi là chia sẻ kiến thức theo kiểu chém gió trà đá thôi, chứ không đưa vào code. Thì cái quan trọng nhất là các bạn phải hình dung được cái tư tưởng và hình thành được cái tư tưởng. Các bạn giống như các bạn đi trà đá, các bạn thấy nhiều ông gọi là technical ấy, các bạn ấy, những ông đấy thường thường chém gió, các ông ấy nói là các ông có thể hình dung là được là cái đoạn nào nó bị stuck, hoặc là chỗ nào có thể cái gì nó có thể giải quyết được cái vấn đề đấy đó. Chứ không chỉ là đi vào code hướng dẫn cho các bạn code từng dòng đâu. Giống như các bạn mà muốn làm leader thì các bạn hoặc senior thì các bạn phải có khả năng refactor code, và để refactor code được thì các bạn gọi là phải có một cái checklist cho mình, tức là các bạn sẽ vào cái một cái project nào đấy, các bạn check theo cái list như thế, cái nào mà gọi là thấy chưa tốt thì các bạn sẽ refactor cái phần đấy đó. Tức là bạn phải có một cái góc nhìn từ trên xuống đấy, chứ không phải là các bạn đi vào các bạn code cho cái handler này, hay là code cho cái process này, if else như này như kia. Tại vì sao? Tại vì các bạn học tư tưởng thôi, còn vì một cái nghiệp vụ phần mềm nó lại có một cái business logic khác nhau. Đó. Sau đó thì kiểu như những cái đấy thì mình sẽ chia sẻ phần sau, tức là những cái đấy gọi làm nên cho một cái đó là làm nên một gọi là senior thực thụ đấy, cũng như là khả năng lên leader ấy. Thì hôm nay là mình chia sẻ cho các bạn một chút về cái góc nhìn của microservice. Thì các bạn cũng đừng có vội microservice làm gì, tại vì các bạn hiện tại các bạn đã join được cái dự án microservice nào chưa? Cho nên là các bạn thấy rằng là cái việc apply một cái project nào đó theo cái design microservice ấy, nó rất là khó. Tức là project nó phải đủ lớn và team nó phải đủ nguồn lực. Tức là mọi người trong team đều phải hiểu về microservice, cách gọi là communicate nhau như thế nào, event, public event làm sao, hoặc là tức là quản lý các bạn phải quản lý manage giữa các cái service đó như thế nào trên các cái môi trường development, staging hay production đó, hoặc là setup CI/CD cho từng cái đó như là làm sao sử dụng Docker các kiểu. Cho nên là các bạn đừng có vội học những cái đấy, mà các bạn học những cái mình chia sẻ vừa rồi ấy, tức là các bạn phải hiểu được về một cái structure code tốt đã, giống như các bạn phải hiểu làm sao để bạn set up một cái project, giả sử như là project gì đấy, nhưng mà các bạn phải đủ tất cả mọi cái yếu tố ở trong đấy, như là các bạn gọi là project organization, các bạn tổ chức các cái tầng các lớp như thế nào, hoặc controller thì các bạn làm sao, hoặc là các bạn phải naming convention nó là camel cây hay là camel cây hay là gọi là lộn gì nhỉ, camel cây hoặc snake cây, hoặc là cũng như là các bạn đặt tên cho cái API thôi ấy, cái root API thôi, đó là một cái naming convention, tức là nó phải chuẩn chỉ, các bạn phải có những cái mindset đó của riêng mình, các bạn phải chuẩn chỉ cho nó, tức là không được lẫn lộn gì. Tất cả những mọi thành viên trong team đều phải theo cái mindset đó, và tương nhiên khi các bạn mà tạo structure code ấy, thì các bạn cũng phải tạo naming coding convention cũng như naming convention cho những cái phần đấy, và các bạn tạo những cái unit test base, tức là những cái thành viên trong đấy không được phép vi phạm những cái principle cơ bản. Giả sử như là người ta tạo, giả sử như mấy ông mới join vào không biết, hay là refund từ project này sang project kia để ánh xạ tới một cái model nào đấy, thế nhưng mà khi chạy unit test nó phải chết, nó phải lỗi, tức là không được refund như thế đó. Hoặc là các bạn đặt một cái như kiểu là giả sử như các bạn đặt một cái là order comment handler, nhưng mà do một ông nào đấy ông viết nhầm, như là handler ông thêm chữ s hoặc là ông thiếu chữ e chữ r gì đấy, thì khi chạy unit test nó cũng phải lỗi. Các bạn phải có những cái unit test cơ bản cho những cái phần đấy, gọi là structure code nó phải chuẩn đó. Các bạn phải set up cái pipeline nó như thế nào, cũng như là khi các bạn set up cái API, nói đơn giản API thì nó phải trả về kết quả ra làm sao. Giả sử như là ok thì trả về là status code là 200, not found là 404, status code đấy, patch request là 400, no content đấy 204, hoặc là created gì đấy. Bình thường thường thì không trả quá nhiều đâu, mình chỉ trả như thế thôi, với lại 401 là authent, mà 403 là author đấy, chỉ có thế. Rồi các bạn phải handling được cái việc error globally đó, các bạn xử lý những cái vấn đề như thế, với lại transaction tức là các bạn phải handle cái việc mà duplicate trong cho team nhất có thể. Được chưa?
Đó là cách mà các bạn, tức là rất là nhiều cái để mà làm ra một cái project tốt, cũng như project thì các bạn phải setup đầu tiên cũng phải có những cái logging, tại vì logging khi lên production nó cực kỳ là quan trọng vì các bạn không debug được. Và sau đó các bạn cũng phải xét về paging, setup về paging, searching và sourcing những cái gọi là dynamic. Đấy. Và thứ hai nữa là các bạn cũng phải setup về cái versioning cho API đó, hoặc là sử dụng asynchronous, tức là trong hệ thống các bạn build ấy, đã async là async cả, mà đã synchronous là synchronous cả, chứ không lựa nọ nữa kia, tức là build cái nào build đúng một structure code như thế. Rồi các bạn phải build về cache, cache thì nó có response cache, memory cache, rồi là distributed cache, rồi các bạn phải cân nhắc là sử dụng cái nào đó. Thì những có những cái checklist như thế để các bạn refactor một cái code nó chuẩn, cũng như là các bạn build một cái code mà nó chuẩn chỉ, nó không bị miss một cái vấn đề nào cả. Rồi các bạn tức là đấy, tức là những cái vấn đề còn rất là nhiều nữa nhưng mà mình chia sẻ dần dần nhá. Còn hôm nay thì là mình sẽ nói qua một cái structure overview cho thường thường làm cho macro service để các bạn có một cái hình dung, cũng như là các bạn tập trung vào focus vào để các bạn học thay vì nó quá lan man. Thì bình thường như kiểu là các bạn hay có về structure code á, các bạn ở macro service á, các bạn hay có những cái phần phân hệ service, thường thường thì nó hay đến từ cái hệ thống e-commerce. Thì nó sẽ có những cái như là account này, identity, rồi order. Account tức là chứa cái tài khoản của người dùng ấy, của cái user đấy, đấy. Tiền nong như nào, tài khoản ngân hàng ra làm sao. Rồi có identity là về định dạng gọi là phân quyền, authentic author, order, đấy, quản lý về order, catalog, rồi warehouse, shopping cart và payment. Thì các bạn để ý một điều là tại sao người ta dùng SQL để thiết kế những cái hệ thống, không những là trong hệ thống monolithic hay là hệ thống microservice, tại vì cái SQL ấy, nó sẽ phân tách cái hai cái gọi là cái command first, command và query ra. Thì các bạn phải quen quen với khái niệm là command thì có command burst, query thì có query burst đấy, service thì có service burst đó, các bạn message thì có message burst, tức là những cái các bạn tìm hiểu những cái vấn đề đấy. Thì các bạn để ý trong một cái e-commerce ấy, thì mọi cái thought trình bày mà các bạn truy cập vào thì nó đều là get product, get catalog, rồi get product detail, tức là một số lượng lớn lớn rất là người dùng, người ta truy cập vào website chỉ để xem web, lướt web, rồi là xem giá cả, xem đủ thứ thôi, chỉ có một số nhỏ trong đó là người ta gì, người ta đặt hàng thôi. Vậy thì việc mà các bạn chia như thế thì các bạn sử dụng một cái công nghệ khác cho thằng query, nó rất là nó tăng cái performance của cái bài toán của mình lên đấy. Thì thường thường ấy, giả sử như là mỗi cái service, như ví dụ mình nói ở đây một cái service đó, giả sử như ở đây mình sẽ gọi là tên cái service này thì gọi là thằng order service đi, cho các bạn thường thường các bạn hay quen gọi là order service. Mình cố gắng mình viết như thế này thôi, còn các bạn cố gắng hình dung nhé, còn không code thì nó sẽ một cái service thì nó sẽ có hai phần là gọi là comment stack và query stack đó, các bạn hiểu chưa? Đó, comment stack và query stack. Thì khi mà một cái request nó từ bên ngoài đi vào, tức là từ một cái ứng dụng, từ cái ứng dụng đây có thể là web này hoặc là mobile đấy, các bạn dùng điện thoại hoặc cái gì đấy cũng được chưa, khi các bạn chọc vào đến một cái gọi là cái reverse proxy, thường thường người ta sẽ setup như thế chưa. Đây đây là một cái reverse proxy nằm ở đây. Trong này thì nó sẽ đi vào một cái nữa là API Gateway. Các bạn hiểu chưa? API Gateway. Đó. Có một cái API Gateway đây. Thì tại tại API Gateway này thì các bạn để ý này, khi mà với cái câu lệnh mà các bạn với cái request mà các bạn request vào nó là cái comment, tức là insert, update or delete ấy, comment, thì nó sẽ tức là cái API này nó không gọi trực tiếp vào cái handler để nó xử lý luôn đâu, nó trả về cho các bạn luôn đâu, mà nó đưa vào trong một cái MySQL gọi là RabbitMQ nằm ở đây. Đó, chưa? Đấy, nó cứ bắn vào đây, bắn vào đây, bắn vào đây. Đó, bắn 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 vào đây. Rồi sau đó cái comment này, comment stack này, nó sẽ consume chính cái gọi là consume chính cái message đấy và nó xử lý. Khi nó còn xâm được á thì nó sẽ handle và nó sẽ lưu xuống một cái table ở một cái database ở đây, thường thường là hay dùng SQL Server. Một cái table là event.
các bạn ý nhé, event. À, nó chỉ có một table event thôi, và có thể có thêm một cái table nữa là snapshot event. Thì khi nó lưu event đây và đồng thời nó lại public một cái event nữa đến một cái đến RabbitMQ, các bạn ý nhỉ. Đây, RabbitMQ đây có một cái RabbitMQ đấy nữa. Các bạn sẽ hình dung dần dần thôi. Thì cái query stack này nó sẽ consume chính cái message này. Các bạn nhớ về cái bài toán mà gọi là mình hay nói cái thật cái button gọi là avoc button không? Tức là nó sẽ public từ cái store ở đây nó xuống một cái RabbitMQ, sau đó là cái comment này này nó sẽ consume. Đó, nó sẽ consume. Và nó sẽ đưa inject, nó in xử lý và nó inject, nó đưa vào một cái table, vào một cái database ở đây. Thường thường đây sẽ hay dùng là MongoDB, vì MongoDB nó là NoSQL, và nó sẽ flag cái object này thành một cái document mà nó xếp xuống MongoDB ở đây. Đó, các bạn hiểu bài toán vấn đề chưa? Đấy, trong microservice nó đi vậy đấy, chứ không phải là các bạn code giống như người ta hay code bình thường đấy đâu. Thì đây là một cái, thì khi các bạn nhân rộng cái vấn đề lên là các bạn thấy được cái về comment comment nó luôn luôn như thế này chưa, về vấn đề của comment đó. Các bạn nhân rộng cái vấn đề lên, giả sử như là đấy, nhân rộng lên là gọi các bạn lại có đây một cái là order đúng không, bây giờ là account đấy, giả sử như account đó. Account thì nó cũng có comment stack và query stack đấy, thì mọi cái câu lệnh mà comment này thì nó cũng đưa vào cái RabbitMQ đây, tức là comment đưa vào đây. Thì thằng này nó sẽ consume chính cái comment, rồi nó sẽ xây xuống cái table database đây là SQL. Và sau đó nó sẽ bắn event đến RabbitMQ. Đó. Rồi sau đó thằng consume này nó sẽ consume của cái event cho thằng comment stack này bắn tới, mà bắn đi thì nó sẽ consume về. Và nó sẽ flat cái model đấy thành một cái document mà nó persist xuống cái MongoDB. Đây có cái database trong MongoDB ở đây. Được chưa? Các bạn hiểu bài toán chưa? Còn việc mà khi get ấy, đây là mình đang nói cái vấn đề về về comment nhé. Còn việc khi get tức là lấy sản phẩm ra, được chưa? Sản phẩm ra thì nó sẽ tương tác qua gRPC, được chưa? Query ấy thì nó sẽ dùng gRPC. Đây, thường thường thì nó sẽ có mình viết như này cho các bạn hình dung. Đấy, nó sẽ đi vào thằng query này đó, nó sẽ dùng gRPC để nó lấy những thông tin này đó, các bạn hiểu chưa? Các bạn sẽ nhân rộng cái vấn đề lên đó, tức là trong từng cái comment này này thì nó sẽ có những cái project, tức là nó phải tuân thủ cái clean architecture ấy, thì nó có một cái gọi là cái module gọi là worker service. Được chưa? Cái này thường thường thì các thường thường ấy, người ta hay dùng, bây giờ nó chính là cái màn hình console các bạn ạ. Và nó chính là cái console application của các bạn. Vì nó không phải là API, nó cũng không phải là một cái gì cả, mà nó là một cái console application, nó là một cái worker. Được chưa? Đấy, cái này là một cái worker. Cái tầng thứ hai đó là tầng application. Thì application tức là chịu trách nhiệm về cái việc gọi là xử lý về xử lý những cái nghiệp vụ business logic. Cái tầng thứ ba đó là tầng về infrastructure, tầng domain, đấy, tầng domain, được chưa? Thì các bạn hiểu về các bạn phải hiểu về cái clean architecture thì những cái này mình nói thì các bạn mới hình dung được. Còn các bạn mà không hiểu về clean architecture thì hơi đau đầu với chuyện cái chỗ này đấy. Nó đơn giản thôi, thì các bạn chỉ cần vào Google các bạn search ra clean architecture thôi. Đấy, architect in.net. Đấy. Đương nhiên là khi mà mỗi đây là cái bay thôi, chứ nhưng mà khi mà các bạn apply vào ấy, thì mỗi người sẽ có một cái apply cho nó gọi là nó tốt hơn. Được chưa? Thì nó có domain này, được chưa? Domain là xong là application đấy, nó có interface, infrastructure. Cái này hơi lạ lạ nhỉ, không phải từ các bạn cho mình xem chút nhé, image này, để mình lấy cái hình cho các bạn dễ hình dung. Đây các bạn nhìn cái này là hay nhất này, đúng cái này là chuẩn luôn đấy. Tức các bạn để ý nhá, tức là trong tầng trong cùng là domain và tầng ngoài của domain là application. Đó, application tầng trên cùng là tầng presentation, là cái tầng tương tác người dùng ấy. Các bạn để ý này, có một cái phần persistent.
Persistent đây là gì? Persistent đây chính là cái tầng mà gọi là thao tác với cơ sở dữ liệu. Được chưa? Persistent. Còn application là cái nơi xử lý logic, tức là có những cái các bạn xử lý những cái use case, tức là query hoặc là update, delete các kiểu gì đấy cho thằng comment stack. Cũng như query stack là get rồi get by ID, get by name, get by gì đó, được chưa? Còn infrastructure là cái nơi các bạn cấu hình cho gọi là tương tác với cái external, có thể là email, có thể là database hoặc là một cái hệ thống MySQL ở đấy. Đó, các bạn hiểu chưa? Đây là clean architecture thì các bạn cố gắng vào đấy các bạn đọc. Thì các bạn đây các bạn cho các bạn dễ hình dung thì chắc là một tức là mình sẽ nói qua thôi, còn đến một lúc nào đấy thì có thời gian hơn thì mình sẽ code cho các bạn một cái tầng thôi, các bạn đã hiểu về về cái comment này nó như thế nào rồi, tức là nó sẽ reference ra làm sao, được chưa? Đó, tức là đây sẽ là presentation đấy các bạn, sau đó là application, sau đó là domain, đó infrastructure đấy. Infrastructure này thì infrastructure này có thể làm việc với infrastructure cho database ấy, DB, được chưa? Có thể infrastructure cho gọi là event, event store, tương tác với event để supersede xuống event store. Thì với cái thằng mà gọi là query ấy, thì tức là cái query stack này này, thì có những cái giả sử như thằng đây là thằng account và thằng order đúng không? Thế nhưng có những cái mà các bạn muốn phân tích dữ liệu thì cái thằng query này các bạn không lưu vào MongoDB đâu, mà giả sử ở đây có một cái tầng nữa gọi là mình giả sử như là cái gọi là cái catalog đi, cũng có comment query như thế. Thế nhưng ở đây các bạn xài có thể là xài Elasticsearch, một cái search engine đó. Nhưng mà các bạn khi các bạn nhìn vào một cách tổng quan như này, các bạn sẽ hình dung được cái vấn đề là trong loại Microsoft nó sẽ đi như vậy, chứ không phải là nó đi thẳng vào comment rồi là comment này nó sẽ expose ra API đâu các bạn, nó không expose API. Cái này cũng có là presentation, application, rồi là domain, rồi infrastructure, và có một cái worker đấy, cái này worker service đấy, worker service này chính là một cái để cho thằng query này, thì cái này chính là cái gobc service, tức là cái gobc service, còn cái comment thì nó chính là cái worker service đó. Tại vì mình sẽ làm việc với query thì mình sẽ làm việc qua gobc, còn với comment ấy thì còn mình sẽ làm việc qua gọi là consume trên trên RabbitMQ, các bạn consume trên RabbitMQ đấy, các bạn hiểu một cái vấn đề chưa? Cho nên bây giờ như kiểu bây giờ các bạn mà code nhìn mình code hoặc mình hướng dẫn code các bạn cũng rất là khó khó hình dung đó, khó rất 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 là khó hình dung đấy, mình nói lại một chút cho các bạn dễ hình dung trong cái mức mà gọi là chia tách này. Đấy, cái hôm trước chia giả sử như trong cái thằng order nhé, order thì nó lại có là comment đấy, comment stack và query stack đó. Thì trong comment stack này này thì các bạn để ý cho mình nhé, nó cũng có những cái application đó, rồi là gì domain, rồi là gì, rồi là giả sử như infrastructure cho cái gì thì các bạn xài cái đấy, giả sử như event store đấy. Thường thường thì sao là tên thế này luôn, vì cái này ấy, các bạn chỉ lưu lưu xuống database là store thôi, lưu chỉ lưu store thôi, lưu persist xuống store đấy, có những cái event gì đấy cho chính cái border đấy, và các bạn lưu xuống store. Và đây thì có là cho message bớt đúng không, thì các bạn phải bút nó lên cho biết MQ để cho thằng query stack nó consume đấy, infra structure cho thằng message bớt. Rồi đây là một cái worker service, thì thường thường cái này chính là một cái console các bạn, console app, console SE. Còn cho thằng query stack thì nó khác một chút là nó sẽ query theo cái gobc thôi. Đó, nó chỉ khác thế thôi. Giả sử trong này thì nó sẽ có là application. Đấy, tiếp theo là cái gobc service. Tiếp theo nữa là cái cũng là tương tự như này. Đấy, infrastructure cho thằng store
thì thằng này sẽ không store, vì thằng này không lưu cái gì cả, không lưu cái trạng thái, mà nó chỉ là cái message bird để message bird thì không đúng, mà thằng này là gọi là cái event bird các bạn. Đó, event bird, cái thằng này là message bird, cái thằng này là event bird. Và đây thì các bạn sẽ có cho một cái gọi là infrastructure. Lúc này nó không phải là cái, nó lại làm việc với một cái thường thường ấy, các bạn hiểu này, cái này gọi là ánh xạ, tức là một cái projection, các bạn hiểu chưa, projection của thằng trên này. Đấy, thằng này projection của thằng ở trên, thì đây sẽ là infrastructure chấm projection. Đó, đó là một cái order khi làm việc thì nó sẽ có như này. Những cái đây là những cái này là class library thôi các bạn, những cái này là class library thôi, còn cái này là console. Đấy, cái này gRPC service thôi, còn những cái này cũng đều là class library cả. Đó, đó là một cái cho một cái order, có một cái order service. Và đây là cái luồng để các bạn xử lý trong microservice, nó sẽ đi như vậy, chứ nó không phải chạy lung tung hay là giống như một vài cái demo hoặc vài cái khóa học mà các bạn học trên mạng đâu. Đây là thực tế. Thì các bạn cố gắng build một cái gì đấy nó cứ xem như này. Các bạn học ấy, thì các bạn cố gắng build một cái gì đó xem này, thì ít ra các bạn cũng hiểu được những cái gì thực tế người ta làm. À, ok. Bây giờ đến giờ ăn cơm rồi các bạn. Thì sau có thời gian mình sẽ chia sẻ tiếp và chia sẻ sâu vào. Và có thể là mình nghĩ chắc chắn là phải code thôi. Còn không code thì các bạn không bao giờ hiểu cả. Hiểu ý tưởng một phần nhưng mà phải code. Và phải chạy.